À, xin chào các em. Trong bài học hôm nay, thầy Khề dạy các em nội dung tính giá trị biểu thức chữ căn. Ở lớp 7 thì chúng ta cũng đã được học về căn bậc 2. Lên lớp 9 thì chúng ta sẽ được học về căn bậc 2, căn bậc 3. Chúng ta cũng được học sâu hơn các cái kiến thức về căn bậc 2. Cụ thể là chúng ta sẽ được học những cái công thức mà liên quan đến căn, như là những công thức khai phương, một phương, một tích, và công thức thực căn thức. Đầu tiên thì thầy sẽ giới thiệu các em những cái nội dung lý thuyết về căn thức. Chúng ta chú ý rằng là ở lớp 7 thì chúng ta đã biết là căn bậc 2 của A thì là cái số x mà khi x bình phương lên thì bằng A. Tất nhiên chúng ta chú ý rằng là chỉ có những cái số A lớn hơn bằng 0 thì mới có căn bậc A. Và như vậy thì chúng ta chú ý cho thầy là cái căn A này nó có nghĩa khi A phải lớn hơn hoặc bằng 0. Ý thứ hai là căn A bình phương thì chúng ta chỉ rằng là bằng trị tuyệt đối của A. Và ở lớp dưới thì chúng ta biết là trị tuyệt đối của A thì nó bằng A nếu như A là lớn bằng 0, và nó bằng âm A nếu như là A bé hơn 0. Ở đây thầy lấy một ví dụ để chúng ta hình dung. Ví dụ như là căn bậc 2 của âm 3 bình phương thì chúng ta thì rằng nó bằng trị tuyệt đối của âm 3. Mà trị tuyệt đối của âm 3 thì chúng ta biết là bằng 3. Ý thứ 3 là khi chúng ta có A lớn bằng 0, B lớn hơn bằng 0 thì chúng ta có căn bậc 2 của A nhân B thì sẽ bằng là căn A nhân với căn B. Như vậy là chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ viết căn của một tích bằng tích các căn. Căn trường hợp là các cái biểu thức ở dưới dấu căn là lớn hơn bằng 0. Chúng ta chú ý cho thầy một cái sai lầm là như thế này. Nếu như chúng ta viết căn bậc 2 của âm 1 nhân với âm 2 thì rõ ràng là căn thức này cũng có nghĩa bởi âm 1 nhân âm 2 thì bằng 2. Nhưng mà chúng ta không thể viết được dưới dạng này. Chúng ta chỉ được thế. Bởi vì sao? Âm 1 không lớn bằng 0, âm 2 không lớn bằng 0. Mặc dù là các kỳ kiến thức ở dưới thì chúng ta thấy là có những cái chúng ta thể tách ra được, nhưng ở đây khi chúng ta tách với căn thì chúng ta phải hết sức cẩn thận. Ý thứ tư đó là khi chúng ta có A lớn bằng 0, B lớn 0 thì chúng ta có căn A trên B thì sẽ bằng căn A trên cho căn B. Chúng ta chỉ viết được như thế này trong trường hợp A lớn bằng 0, B lớn bằng 0. Công thức tiếp theo đó là khi chúng ta có B lớn bằng 0 thì căn bậc 2 của A bình B thì sẽ bằng là trị tuyệt đối của A nhân với căn B. Thực ra công thức này đó là sự kết hợp của hai công thức căn A bình bằng trị tuyệt đối A và căn AB thì bằng căn A nhân căn B. Chúng ta có công thức thứ 6 đó là thế này: 1 trên căn A trừ căn B. Thì bây giờ chúng ta muốn ở mẫu không có căn thì chúng ta sẽ liên hệ đến một cái hằng đẳng thức đó là gì? A bình trừ B bình thì bằng A trừ B nhân A cộng B. Chúng ta muốn mất căn thì chúng ta phải đưa về dạng bình phương trừ bình phương. Mà muốn đưa về dạng bình phương trừ bình phương thì đây là x trừ y thì chúng ta phải nhân với x cộng y. Và như vậy thì chúng ta phải nhân cả tử và mẫu với căn A cộng căn B
thì ở đây căn A cộng căn B nhân căn A trừ căn B thì sẽ được là A trừ B. Và chúng ta chỉ cho thầy cái công thức này nó đúng với các cái điều kiện là A lớn hơn bằng 0, B lớn hơn bằng 0 và A khác B. Như vậy là thầy vừa giới thiệu cho các em một số cái công thức mà liên quan đến căn bậc A. Tiếp theo thì thầy giới thiệu cái công thức về căn bậc 3. Thì các em chú ý rằng là tương tự như khái niệm căn bậc A thì chúng ta có căn bậc 3 của A thì được định nghĩa đó là một cái số x mà khi chúng ta lập phương x lên thì sẽ bằng A. Vậy thì căn bậc 3 của 8 thì nó sẽ bằng gì? Thì chúng ta thấy nó sẽ là một cái số mà số đó khi mũ 3 lên thì bằng 8. Và chúng ta thấy nhận ra đó là số A. Như vậy thì chúng ta chú ý đây là cái ý là thứ 7, đó là căn bậc 3 của A thì đó là một cái số x mà khi x lập lên thì nó là bằng A. Và chúng ta có là căn bậc 3 của 8 thì bằng 2, còn căn bậc 3 của âm 8 thì bằng âm 2. Vậy là chúng ta thấy có một cái điểm khác so với căn bậc 2 đó là gì? Với căn bậc 3 đó, thì cái biểu thức dưới trong căn này có cái âm cũng được, dương cũng được, không cũng được. Và như vậy là thầy vừa giới thiệu cho các em một số cái kiến thức về căn bậc 2, căn bậc 3. Các em cần chú ý cho thầy điều này. Với các kiến thức về căn thì nó thường rất là dễ bị nhầm lẫn. Lý do chúng ta thấy trong mỗi công thức thì đều phải có cái điều kiện nhất định. Và một trong những cái nguyên nhân mà làm chúng ta hay bị sai lầm trong các bài toán về căn đó là khi chúng ta vận dụng, chúng ta quên mất cái điều kiện để sử dụng được công thức đó. Vậy thì khi học chúng ta phải chú ý cái điều này, chúng ta phải chú ý là cái công thức đó được dùng với điều kiện gì. Thì thứ hai thì chúng ta sẽ đi xét các cái phần bài tập. Ở đây thì chúng ta sẽ quan tâm một số cái kiểu bài tập như thế này. Và chúng ta lưu ý cho thầy điều đầu tiên đó là ta chỉ làm vòm được các tổng hiệu căn thức, tổng hiệu căn thức nếu như là chúng đồng dạng. Có thể khi chúng ta đọc qua cái điều này thì chúng ta thấy là cũng hơi là lạ, và chúng ta sẽ hiểu nó thông qua cái ví dụ sau đây. Ví dụ 1, tính A bằng căn 20 cộng với 3 căn 45 cộng với 1 phần 2 căn 5
trừ cho 3 trên cho căn 20. Thực ra thì khi các em đọc qua đề thì chúng ta thấy là nó các căn thức có vẻ khác nhau, và chúng ta sẽ thấy khó khăn khi mà chúng ta muốn rút gọn cái biểu thức này. Thì ở đây trước khi làm bài này thì chúng ta hãy quan tâm cho thầy một cái điều như thế này. Ví dụ như là trong thực tế thì chúng ta nhớ lại xem, nếu như thầy đặt ra một cái câu hỏi là tính 2 quả cam cộng 3 quả táo thì bằng mấy, thì các em thấy là chúng ta sẽ không gộp được nữa, bởi vì một bên là đối tượng quả cam, một bên là đối tượng quả táo, và hai cái đối tượng đó là không cùng một loại, không cùng một dạng. Nhưng mà nếu như đặt ra cái câu hỏi là 2 quả cam cộng 3 quả cam thì bằng mấy, thì chúng ta thể nói được là bằng 5 quả cam, và chúng ta làm gọn được, bởi vì sao? Chúng đều cùng dạng. Và tương tự như thế trong toán, thì khi chúng ta được đặt ra một câu hỏi là căn 2 cộng căn 3 bằng mấy thì chúng ta sẽ thấy là không thể cộng được, bởi vì là căn 2 và căn 3 là không cùng dạng. Và chúng ta chỉ tính được là những bài như là việc 2 căn 2 cộng với 3 căn 3 thì chúng ta tính được là bằng 5 căn 2, 2 căn 2 cộng 3 căn 2 thì là bằng 5 căn 2. Vậy thì với những cái bài này thì chúng ta trước hết chúng ta phải kiểm tra xem có thể đưa về cùng dạng được không. Và nếu như đưa về cùng dạng thì đưa về cùng với căn gì? Thì các em chú ý cho thầy là căn 20, 20 thì chỉ bằng 4 nhân 5, mà 4 là bằng 2 bình phương. Như vậy thì chúng ta có một cái định hướng biến đổi như sau. Căn 20 thì sẽ viết là thành căn của 2 bình phương nhân 5. Rồi 45 thì chúng ta thấy là 9 nhân 5, mà 9 là 3 bình phương nhân 5. Rồi còn ở đây á, thì chúng ta muốn mất căn ở hỗn hợp thì chúng ta phải nhân cả tử hỗn hợp với căn 5. Thì dưới này là căn 5 nhân căn 5 là thành 5, 5 nhân 2 là 10, hay là thầy có thể viết là thành 1 phần 10 căn 5. Còn ở đây thì thầy sẽ viết là thành căn bậc 2 của mũ 2 bình phương nhân 5. Rồi chúng ta sử dụng công thức này, căn bậc 2 của A bình B bằng trị cận đối A nhân B, mà cái A đây là 2 nên trị cận đối nó là 2, vậy được 2 căn 5. Còn ở đây được gì? 3 là giữ nguyên này, còn căn 3 bình phương thì được 3, ở đây là căn 5. Rồi còn ở đây là 1 phần 10 căn 5. Rồi còn ở đây chúng ta cũng sẽ nhân cả tử và mẫu của căn 5, vậy thì chúng ta sẽ được đây là gì? 3 trên này, cái này đưa ra là được 2 này, mà dưới này nhân căn 5 nữa là tức là nhân 5, như vậy đây được là 3 phần 10 nhân với căn 5. Được chưa? Vậy chúng ta đưa về được cùng dạng rồi, cùng dạng các cái căn thức đồng dạng rồi, nên chúng ta để tính được là đây là 2, rồi 3, 3 là 9, cộng 1 phần 10 trừ 3 phần 10 và căn 5. Vậy chúng ta tính gọn biểu thức trong này thì ở đây chúng ta được là 11, đây là 11, và trừ cho 2 phần 10, 2 phần 10 tức là 1 phần 5. Vậy là chúng ta được 11 trừ 1 phần 5
tức là được 54% nhân căn năng. Hoặc là chúng ta có thể là rút gọn căn năng đi thì chúng ta sẽ được ở đây là 54/căn năng. Như vậy thì với bài toán này các em cần chú ý cho thầy là gì? Chúng ta chỉ làm gọn được tổng thiểu căn thức nếu chúng đơn giản. Và với những bài này thì cái điều quan trọng là gì? Chúng ta phải nhận ra được các cái căn thức này có thể đưa về cùng dạng được không? Và để trả lời được câu hỏi đó thì thường chúng ta phải phân tích cái này thành nhân tử. Ví dụ chúng ta phải phân tích, ví dụ 20 đây, chúng ta phân tích 2 bình 5, 45 thì 3 bình 5. Và như vậy chúng ta sử dụng công thức này thì các em sẽ đưa về được